Trước khi xem video, anh em hãy like và đăng ký để cho Ad có động lực ra video nhanh hơn. Cảm ơn anh em. Còn xin Ngọc để lão huynh phụ một tay. Bồng à, chuyện ngươi gặp phải đều là ý của Thái Bạch, không liên quan gì đến trưởng. Còn nữa, lão quan trước khi đi để lại cho ngươi một viên cửu chuyển đại hoàn đan, hào hào nhận lấy. Thiên Bồng nguyên soái, hắn hình như mạnh hơn trước đó. Không, hắn vẫn luôn rất mạnh, đứng đầu bắt đầu cửu thần. Hào đại ca của ta sắp quay lại rồi. Sư tôn, trận này để Đồ Nhi thay ngươi đi. Tuy nói Đồ Nhi ở sư môn không lâu, nhưng một đường đan đạo này cũng có chút tinh thâm. Mặc kệ thế nào, đây đều là điểm rủi, cũng nên có người ứng kiếp. Có một số việc vi sư thay người gánh, con đường của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu. Loại cảm giác vận mệnh bao trùm lúc trước vẫn là xuất hiện rồi, tránh lâu như vậy cuối cùng là không tránh được nữa. Đã không cách nào cải biến, vậy vi sư liền thay người gánh đoạn đường cuối cùng này. Vẫn là bộ dáng này khiến người ta dễ tiếp cận hơn. Ngươi xử lý xong chuyện rồi sao? Nét mặt của ngươi rất nghiêm trọng, xem ra ngươi đã thấy rõ tình cảnh của mình. Đúng vậy, hoàn toàn rất nguy hiểm. Chưa bao giờ có loại không khí tĩnh mịch này, hiện tại chiến đấu lại bị đẩy lên một cái tầng cấp khác sao? Nếu như trận tứ ngựa đánh Như Lai là mạnh nhất đến nay, vậy ở đơn trận này rất có thể sẽ lên một tầm cao mới. Khẩn cầu Ngọc Đế thi pháp, vi sư tôn ta mở một chút hy vọng sống. Thái Bạch Kim Tinh, Phúc Đức Tề Thiên, sao có thể gặp chuyện? Thiên Bồng Nguyên Soái, ngài có phải nhìn lầm không? Hai người sư đồ bọn hắn, tình duyên ràng buộc, nhất định là bác giới nhìn thấy gì đó, nên mới nói như vậy. Thiên môn có thể ép mở, thần phổ cũng có thể ép thay đổi, nhưng vận mệnh, cho dù tam thanh, thánh nhân cũng không thể can thiệp. Trước khi có được chỉ thị xác thực, của nhân cũng không dám làm nạn nhân quả. Có lẽ lão Thái Bạch lựa chọn là đúng, vạn nhất hắn thành công. Chỉ là, sư phó hắn thật sự được không? Ta cảm giác sư phụ hắn không được bằng ta. Đợi lâu như vậy, Phương Đông thần các ngươi chuẩn bị, chúng ta cũng không phải là không. Trọn vẹn 17 trận, liền xem như lựa chọn chống lại vận mệnh. Các ngươi cũng nên chết một người. Cái trò chơi này, không chỉ là trò chơi lôi đài. Phương Đông các ngươi không muốn chết ai, lại muốn tiếp tục chơi, đó là không thể nào. Đúng vậy, Phương Đông một thần cũng không chết. Sợ là đã chiêu ra phiền phức, cho dù thánh nhân cao cao tại thượng kia, cũng không thể không đi một chuyến. Thái Bạch, ngươi sẽ trở thành Phương Đông thần đầu tiên chịu tử kiếp, đáng chết, một tên cũng không thể thiếu, cho nên món nợ trước đó, trả lại hết lên ngươi. Phía trước thiếu quá nhiều, trận này, Thái Bạch Kim Tinh sợ là, nguy rồi. Loại như mạnh này, chỉ cung cấp tham khảo, mọi thứ đều phải lấy sự thật làm chuẩn, các ngươi sẽ không thật cho rằng, Lý Trường Canh ta, thật sự rất yếu chứ. Tiểu hữu, ngươi nói một chút, lão phu cầm trong tay chính là cái gì? Đây! Đây là Diễm Quang Kỳ. Trước Thái Sơ, có sáng thế thanh liên, tạo hóa vạn vật, là sen của nó biến thành năm lá cờ, gọi là tiên thiên mũ phương kỳ. Thanh liên lại là thanh liên, chẳng lẽ thế giới chúng ta chính là từ một đóa hoa sen biến thành sao? Ban đầu tưởng rằng thần thoại chúng ta đã đủ ảo ma rồi. Các ngươi hay rồi, một đóa hoa sen cũng có thể sáng thế. Một trong tiên thiên ngũ phương kỳ rơi vào trong tay Thái Bạch Kim Tinh, rất hợp lý. Dù sao hắn là thủ tịch đại đệ tử của Đạo Đức Thiên Tôn, lão quân có chính là hắn. Ra rồi, không am hiểu trên nhảy dưới tránh. Nếu ngươi có thể thoát khỏi lá cờ này, lão phu liền không thể ra sức. Nếu như ngươi chỉ có từng ấy thủ đoạn, vậy ta phải từ từ đến. Dù sao quá trình này rất đáng được bản thân chủ hưởng thụ. Vạn pháp vạn tượng, không gì lực này không thể phá đi. Nếu có, nhất định là còn chưa đủ lực. Con hàng này là thật là lực, ngay cả lò bát quái ngũ phương kỳ đều có thể phá được, thật không hợp thói thường. Âm dương hỗn loạn, ngũ hành điên đảo, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, thiên địa hộ ta, linh thiên trận khai.
phải nói không thể ra sức nữa sao? Người đây là Odin đại nhân sẽ không phải chỉ có một thân ma lực. Đối phương dùng pháp bảo, người cũng dùng. Có một loại khả năng, Odin nhà các người cũng chỉ có một cây phá thương. Thật không ngờ, Odin là cái đồ biến thái, chỉ khi bị đối phương tra tấn mới có thể thực sự bộc phát. Kỳ thật hắn cũng có sở thích này, cho nên thường xuyên phân ra một hóa thân đi khổ tu, từ đó thu được sức mạnh các phương. Odin đã có bất tử chi thân, tất cả pháp tắc bản nguyên đều bị hắn dùng để gia trì nhục thân. Ở trên con đường này, cơ hồ không ai hơn được hắn. Thoải mái, quá thoải mái. Cảm giác kiến cắn khắp trái tim, khiến ta rất thoải mái. Đời này ta chưa từng thoải mái như thế. Ngươi là tên đại biến thái. Xem ra là lửa ta đốt này còn chưa đủ mạnh. Âm dương phiến, đây chính là pháp bảo không rời tức tay của lão quân. Vậy mà cũng được, ba ca, ngay cả quạt cũng dùng rồi. Đằng sau quạt có phải là còn có dây thừng, chai lọ, gậy và vòng tròn không? Hắn không nên gọi là Thái Bạch Kim Tinh, ta nghĩ ra một cái tên rất dễ nghe, liền gọi là Đa Bảo Đạo Nhân đi. Ngươi có nhiều hóa thân như vậy, nhưng ngươi lại chọn cái này. Ta cũng muốn xem, không có thần khí, thì ngươi còn cái gì? Đao, dùng nắm đấm, đấm cái này. Đừng vội, còn có rất nhiều. Cười chết ta mất, không phải bình bình lọ lọ, thì là mấy đồ vật linh tinh. Hiện tại ngay cả bức họa cũng đem ra. Một bức họa, có thể làm gì? Ta hoài nghi bức họa này là dùng để nhóm lửa. Dù sao lô hỏa sắp bị Odin đại nhân ăn sạch rồi. Đợi đã, bức họa kia làm sao tự bốc cháy rồi? Không tốt. Không thể nào, hỗn đản, người rốt cuộc đã làm gì ta? Ta chỉ là một lão già yếu đuối, có thể làm gì được ngươi chứ? Ngươi nên hỏi, chính là vật này có lai lịch gì? Lão thái bạch này, vẫn vững vàng như vậy. Thái cực đồ, chính là chứng đạo chí bảo của sư tôn thái thượng đạo tổ ta. Ta vốn không nên mời nó, tiếc rằng ngươi lũng đoạn một giới bản nguyên. Cứ tiếp tục như vậy, ta thật sự không thể luyện hóa ngươi. Lão lục không hổ là lão lục, 9/8 thắng, hơn phân nửa là đến từ thái cực đồ. Ngươi đã bị ta kéo vào trong lò, có từng nghĩ tới tấn đồ kia phong ấn ta đồng thời cũng phong ấn ngươi? Không sao, phần thắng đã định, ta chỉ là muốn thử xem bộ xương giả này đến cùng còn có thể đánh không. Có thể còn có thể trước mặt Ngọc Đế lấy một chiếc vũ quan. Chúng tiên chớ hiểu lầm, là chính hắn yêu chạy vặt, đừng trách chớ. Mấy chiến thần thiên đình mà ngay cả một quan văn đưa tin cũng đánh không lại. Nói ra thì mặt mày đần thối ra. Lão gia hỏa, nhìn dáng vẻ của ngươi là không biến trở về chính thân được nữa. Ngươi khẳng định dùng dạng này đánh với ta? Đối phó ngươi, quá đủ rồi. Đây, hắn không phải chỉ biết ném pháp bảo sao, nắm đấm nặng như vậy. Odin, Odin, ngươi năng lực bị hạn chế. Lão phu hiện tại đánh ngươi, hẳn là rất đau. Đúng vậy, rất đau, có thể lại nhanh chút không? Đại nhân, thời thế thay đổi rồi. Cái lão thái bạch này dùng kho quân dụng của ta mà cũng không thông báo trước một tiếng, khiến cho chẳng một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có. Ta chính là chúng thần chi thần, ngồi ở vị trí này, ta là cô độc, bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần ta, chớ nói là phát động công kích về hướng ta, cho nên chỉ có loại thống khổ này mới có thể tính lại bản tính nguyên thủy của ta. Ta nguyên bản cũng là người bình thường, cũng sẽ cảm thấy đau, cũng sẽ thường xuyên cảm nhận được cô đơn. Xem ra con hàng này cũng không phải là gặp mạnh thì mạnh, mà là thiếu yêu. Có thể làm sao? Đương nhiên là thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đừng trách lão phù không nhắc nhở người, một quyền này nếu ngươi không cản, chắc chắn sẽ chết. Để ngươi đánh ta, không có để ngươi lấy tính mạng của ta. Ngươi chơi quá mức rồi.
Vì bức ngươi xuất thủ, lão phu hao tổn nửa thành phần thắng, hiện tại chỉ còn 9:3. Hai người các ngươi không thể nhẹ nhàng chút sao? Mỗi lần bị thương đều là ta. Ta nghĩ mãi mà không rõ, Thái Bạch Kim Tinh đã là đạo môn thủ tịch, nên nắm giữ ngàn vạn đạo pháp mới đúng. Tại sao lại muốn cùng Âu Đơn cứng đối cứng? Có lẽ đây mới là chiến đấu giữa nam nhân. Đơn giản lại thô bạo,